Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và anh chị và các bạn đã quay trở lại với sàn ô tô Mỹ Đình và em là Nam Bin. Hiện tại thì sàn ô tô Mỹ Đình của em Nam Bin đang full kín xe rồi, xe còn đỗ cả sang bên phía đường bên kia rồi. Ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng và cập nhật thông tin chi tiết, báo giá toàn bộ những chiếc xe hiện tại đang có sẵn tại sàn ô tô Mỹ Đình và cập nhật những chiếc xe mới về. Và chiếc xe đầu tiên em Nam Bin xin giới thiệu đến quý vị anh chị đó chính là chiếc Honda CR-V. Chiếc xe này là phiên bản L cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký 2019. Xe một chủ mua mới sử dụng từ đầu, lăn bánh 4 vạn km. Và chiếc xe này là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nhé quý vị anh chị nhé. Màu đen, nội thất đen. Và chiếc xe này thì hiện tại đang được chào bán là 828 triệu đồng tại sàn ô tô Mỹ Đình. Còn bên cạnh đây là một cái mẫu xe 3008 phiên bản GT Line, sản xuất và đăng ký 2022. Chiếc xe này chạy siêu lướt 9.000 km, màu trắng, nội thất nâu hạt rẻ. Và chiếc xe này thì có giá là 950 triệu nhé quý vị anh chị nhé. Đây, một chiếc sedan trong phân khúc hạng C. Đây là chiếc Mazda 3 phiên bản 1.5 Luxury, sản xuất và đăng ký 2022, màu đỏ pha lê, nội thất màu đen. Và chiếc xe lăn bánh được 40.000 km. Giá cho chiếc xe này sẽ là 605 triệu nhé quý vị anh chị nhé, 605 triệu. Hiện tại thì Peugeot của em đang còn rất nhiều, từ 2008 đến 3008 cũng như là 5008 thì đang có sẵn rất nhiều màu sắc để cho mọi người có thể lựa chọn. Đây là chiếc Peugeot 2008 phiên bản GT Line, sản xuất và đăng ký 2022. Xe chạy được 3.6 km, ngoại thất là màu đen và nội thất cũng là màu đen. Chiếc xe này thì sẽ có giá là 705 triệu nhé quý vị anh chị nhé. Phía trong đây thì em có chiếc Kia Seltos phiên bản 1.4 Turbo Premium, sản xuất và đăng ký 2021. Ngoại thất là màu cam, rất là nổi bật. Và nội thất là màu kem. Chiếc xe này thì lăn bánh được hơn 40.000 km. Giá cho chiếc xe này là 620 triệu nhé quý vị anh chị nhé. Đây, 3008 thì em có thêm một chiếc màu cam nữa này, rất là đẹp mắt và rực rỡ. Chiếc xe này cũng là phiên bản GT Line, sản xuất và đăng ký 2022, lăn bánh được hơn 30.000 km. Chiếc xe này thì sẽ có giá bằng chiếc xe trắng em vừa giới thiệu, đó chính là 950 triệu ạ. Giá trên đây em báo thì vẫn còn thương lượng khi đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng nhé quý vị anh chị nhé. Đó. Trong này thì em có chiếc Kia Seltos phiên bản 1.4 Turbo Premium 2022, logo mới, màu trắng và lăn bánh được 2.2 km. Chiếc xe này thì em đã nhận cọc của khách hàng rồi và đã niêm phong cho khách hàng rồi, chờ ngày đẹp có hồ sơ khách lấy xe thôi. Xe chật cứng hết cả lối đi rồi, xe em còn để cả vào phía trong hầm kia nữa nhé. Còn đây là chiếc Ford EcoSport, sản xuất và đăng ký 2019, phiên bản 1.5 Titanium. Chiếc xe này màu trắng, nội thất đen và lăn bánh được 7 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Chủ xe giữ gìn rất là cẩn thận cũng như là bảo dưỡng full tại hãng. Chiếc xe này sẽ có giá là 469 triệu nhé quý vị anh chị nhé. Đó. Phía trong đây là Mazda CX-5 này, 2020 Pre này, nhận cọc rồi này. Kia Sorento 2022 bản xăng Signature cũng nhận cọc rồi. Và chiếc VinFast Lux SA 2.0 Premium 2022 này em cũng đã nhận cọc rồi nhé. Đó. Vâng, chúng ta đến với những chiếc xe tiếp theo. Rất rất nhiều xe. Một chiếc xe crossover, cũng là tên Corolla Cross luôn. Xe được sản xuất và đăng ký 2021. Và chiếc xe này là phiên bản 1.8V, màu trắng, nội thất đỏ nhé. Nội thất đỏ thì rất là hiếm này. Và xe lăn bánh đúng 28.000 km thôi, rất mới. Và chiếc xe này thì em sẽ để cho quý vị anh chị với mức giá là 765 triệu. Còn bên cạnh đây là chiếc xe đến từ tương lai, một chiếc Kia Sportage phiên bản máy dầu Signature, sản xuất và đăng ký 2023. Chiếc xe mang ngoại thất màu xanh dương, nội thất là màu nâu da bò. Lăn bánh đúng 9.000 km thôi nha quý vị anh chị nhé. Và chiếc xe này thì sẽ có giá là 955 triệu. Ngoài ra thì em đang về thêm một chiếc Kia Sportage phiên bản 1.6 Turbo Signature, màu đen, nội thất nâu da bò, lăn bánh 20.000 km. Giá của chiếc xe đó là 998 triệu quý vị anh chị ạ. Đây, xin mời quý vị anh chị đi tiếp vào phía bên đây. Xe vẫn còn rất nhiều để giới thiệu đến cho mọi người. Với tầm giá chưa tới 700 triệu mà sở hữu một chiếc xe gầm cao 5 chỗ thì không thể bỏ qua chiếc Mazda CX-5 này được. Đây là chiếc Mazda CX-5 2.0, sản xuất và đăng ký 2019, thế hệ 6.0,
ngoại thất là màu đen, nội thất cũng là màu đen, và xe lăn bánh đúng 60.000 km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Tất cả mọi thứ từ lốp lát theo xe nguyên bản, ghế da còn nguyên zin, căng đét. Và chiếc xe này thì sẽ có giá là 675 triệu. Tiếp tục một chiếc Peugeot 3008 phiên bản Allure nhé. Đây là phiên bản Allure. Chiếc xe này lăn bánh được hơn 40.000 km, sản xuất và đăng ký 2022. Bản Allure thì sẽ thấp hơn bản GT và cao hơn bản AT. Thì chiếc xe này của em sẽ có giá là 865 triệu. Đúng 865 triệu cho chiếc Peugeot 3008 phiên bản Allure này, 2022. Đây, nếu như quý vị anh chị là tín đồ của nhà Toyota thì đây, em về được một chiếc Toyota Fortuner phiên bản máy xăng một cầu số tự động, sản xuất và đăng ký 2017, zin 6.3 km, màu trắng, nội thất nâu. Và chiếc xe này thì nguyên bản 100%, từ máy móc hộp số đến keo chỉ không gầm, lốp lát theo xe nguyên bản. Và chiếc xe này thì sẽ có giá là 735 triệu. Chiếc Kia Sorento phiên bản 2.2 Premium 2022 này thì vừa hôm qua em đã nhận cọc của khách hàng đến từ Hoài Đức rồi. Và sau lễ thì em sẽ làm thủ tục hỗ trợ trả góp cho khách hàng. Đó. Chiếc này em bán rồi nhé. Chúng ta cùng đến với cái mẫu xe gầm cao 7 chỗ máy dầu và một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, Ford Everest, sản xuất và đăng ký 2022. Và đây là phiên bản 2.0 Turbo máy dầu một cầu số tự động, màu trắng, nội thất đen, lăn bánh được 3.6 km. Chiếc xe này thì sẽ có giá là 935 triệu nhé quý vị anh chị nhé. Đó. À, em xin lỗi, chiếc xe này là có giá là 1.035 triệu nhé. 1.035 triệu cho chiếc Ford Everest 2022 phiên bản máy dầu một cầu số tự động này. Bên cạnh đây là một chiếc crossover gầm cao 5 chỗ cỡ vừa, đó chính là chiếc Toyota Raizer phiên bản 1.0 Turbo, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và chiếc xe này mang ngoại thất màu đỏ, nội thất là ghế da pha nỉ màu đen và lăn bánh được 1.9 km, rất là mới ạ. Chiếc xe này thì sẽ có giá là 498 triệu cho quý vị anh chị nhé. Rồi, chúng ta cùng đến với hàng tiền đạo nào. Phía bên kia em có chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng 2 cầu, bản cao đặc biệt đấy ạ, sản xuất và đăng ký 2017. Chiếc xe này lăn bánh được 5.9 km, nguyên zin, một chủ tự động, màu trắng, nội thất kem. Và chiếc xe này thì sẽ có giá là 725 triệu cho chiếc Hyundai Santa Fe này. Thêm một mã Peugeot 2008 phiên bản GT Line nữa. Chiếc xe này của em sản xuất và đăng ký 2021, lăn bánh được hơn 4.000 km, biển số gốc Hà Nội, một chủ mua mới sử dụng từ đầu. Và chiếc xe này thì full lịch sử bảo dưỡng trong hãng này. Chiếc xe này sẽ có giá là 665 triệu nha quý vị anh chị nhé. Ngoài ra thì màu trắng của 2008 thì em có thêm một chiếc nữa cũng phiên bản GT Line, sản xuất và đăng ký 2022. Chiếc xe đó thì lăn bánh đúng 1.4 km thôi, rất rất mới. Giá cho chiếc xe đó cũng là 705 triệu bằng chiếc màu đen ở phía trong kia nhé. Và thêm một chiếc màu đỏ 2008 nữa em cũng đang có sẵn. Xe lăn bánh được 4.000 km, giá cũng là 705 triệu. Peugeot 2008 thì hiện tại em sẵn 4 chiếc, 2 chiếc màu trắng, 1 chiếc màu đỏ và 1 chiếc màu đen. Còn ở trong hầm vừa nãy em chỉ cho quý vị anh chị là chiếc màu cam bản Active 2021 thì em đã nhận cọc của khách hàng rồi. Và đến với một mẫu xe tiếp theo. Chiếc xe này của em là Honda CR-V phiên bản nhập khẩu Thái Lan, sản xuất và đăng ký 2019. Xe lăn bánh được 4.000 km, màu đen, nội thất đen. Và chiếc xe này thì có giá là 828 triệu nha quý vị anh chị nhé. Còn bên cạnh đây là mẫu Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu model 2022, máy dầu cao cấp đấy ạ. Xe thì lăn bánh được hơn 3.000 km. Giá cho chiếc xe này là 1.095 triệu nha quý vị anh chị nhé. Hyundai Santa Fe. Everest, em lại có thêm một chiếc Ford Everest nữa. Chiếc xe này của em là phiên bản một cầu máy dầu số tự động, sản xuất và đăng ký 2020. Chiếc xe mang ngoại thất màu đỏ, nội thất là màu đen và xe lăn bánh được 36.000 km. Chiếc xe này của em thì có giá là 935 triệu nhé quý vị anh chị nhé. Đó. Hiện tại Ford Everest thì em đang có sẵn 2 chiếc, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu trắng ở phía trong kia mà em vừa giới thiệu.
Một chiếc này 2020 thì sẽ có giá là 935 triệu. Còn một chiếc màu trắng 2022 sẽ có giá là 1 tỷ 035 triệu. Vâng, như vậy là vừa rồi em Nam Bin đã cập nhật toàn bộ những chiếc xe hiện tại đang có sẵn tại sàn ô tô Mỹ Đình. Địa chỉ số 86 phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, nằm ngay ngã ba giao với tòa nhà FPT đường Trương Công Giai. Nếu như quý vị anh chị có nhu cầu tìm cho mình một chiếc xe siêu chất, siêu lướt thì hãy đến ngay sàn ô tô Mỹ Đình để trải nghiệm, lái thử và cảm nhận. Tất cả xe của sàn ô tô Mỹ Đình khi bán ra đều có cam kết bằng văn bản. Xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc một số nguyên bản và hồ sơ pháp lý minh bạch, rõ ràng, không có phạt nguội. Và rất mong được sự ủng hộ của quý vị khách hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Em Nam Bin xin trân trọng cảm ơn.